Berlin là một trong những biểu tượng nổi tiếng nhất của cuộc chiến tranh lạnh và của việc chia cắt nước Đức Tư Bản và Đức Cộng Sản. Sự sụp đổ của nó dẫn đến việc thống nhất Tây Đông nước Đức, đánh dấu một dấu mốc quan trọng trong lịch sử thế giới hiện đại. Trong suốt 28 năm tồn tại, cho đến khi sụp đổ vào ngày 9 tháng 11 năm 1989, bức tường Berlin đã ghi dấu một thời kỳ không thể nào quên của nước Đức về việc chia cắt Đông Tây. Với chúng tôi, những người làm video này, Ramos cũng có cái gì đó khá giống với bức tường Berlin. Đó là sự vững chãi hùng vĩ qua năm tháng. Anh chia cắt giữa cầu môn đội nhà và các tiền đạo đối phương, tạo nên một thời kỳ vàng son rực rỡ trong màu áo trắng của Real và màu đỏ của đội tuyển Tây Ban Nha. Giống như bức tường Berlin sụp đổ, Ramos cũng sẽ nói lời chia tay sân cỏ. Khi này, anh đã 33 mùa xuân sang. Nhưng với nhiều người, kể cả fan Barca lẫn Real, đều rất yêu thích anh. Một cái tôi ngông nghênh nhưng tài năng, một con người sống và làm việc đến những giọt máu cuối cùng. Xin mời các bạn cùng tiếp tục xem series Thiên Tài Bóng Đá của chúng mình. Ngày hôm nay, thiên tài ấy là Sergio Ramos, lão đại làng túc cầu. Tôn chỉ hướng đến cái đẹp trong bóng đá, trở thành phương châm mọi đội bóng đang hướng tới. Với tất cả những tín đồ của môn thể thao vua, thứ bóng đá đẹp mắt, công hiến và lôi cuốn người xem chính là điều họ chờ đợi và mong mỏi nhất. Thế giới cũng không ngừng nhân rộng tinh thần fair play. Tại Italia, ban tổ chức đưa ra ý tưởng ra đời thẻ xanh vào năm 2015 nhằm tạo ra cuộc cách mạng về cách ứng xử cao đẹp trên sân cỏ. Động thái này để đưa bóng đá trở lại là một trò chơi vui tươi, chứ không phải là một trận chiến của mưu mẹo, tiểu xảo. Giữa lúc thế giới muốn nhân rộng hành động đẹp trước làn bạo lực bóng đá, Sergio Ramos lại đi ngược với xu hướng của thời đại. Sau những gì thể hiện, một cầu thủ như ngôi sao của Real Madrid với lối đá đáng bị lên án, không nên xuất hiện thêm lần nào nữa trong tương lai của bóng đá. Là cầu thủ, Sergio Ramos rất vĩ đại. Còn về nhân cách, anh xứng đáng bị căm ghét nhất. Ngoài chuyên môn không cần bàn cãi, hậu vệ 32 tuổi còn được xếp vào một trong những cầu thủ có nhiều chiêu trò và tiểu xảo khi thi đấu. Lúc cần nắm giảm nhuệ khí đối phương, anh không ngại thực hiện cú tắc bóng quyết đoán, va chạm nảy lửa và thậm chí là chơi xấu. Ở La Liga, bất kỳ ai cũng đều một lần đụng độ với Sergio Ramos. Sự nghiệp thi đấu của hậu vệ xứ đấu bỏ gắn liền với những tấm thẻ đỏ, như cựu tiền vệ của Man United, Jay Winkin từng mô tả: cậu ta như tấm thẻ đỏ biết di động. Hơn một thập niên chơi bóng, chàng trai sinh ra tại thành phố Sevilla nhận tới 20 năm tấm thẻ đỏ. Trên báo The Times, cây bút Matheus Cs thẳng thắn gọi người thủ lĩnh của Real Madrid là tay côn đồ. Bản chất của bóng đá là hướng tới giá trị cao nhất, một chiến thắng. Nhưng vì điều đó, Sergio Ramos không từ bỏ thủ đoạn nào. Anh song phi triệt hạ Lionel Messi đầy bạo lực. Điều đó diễn ra không phải chỉ một lần. Đã vậy, cầu thủ này còn tỏ ra sắc sược khi xô ngã Carlo Pion, bóp cổ Xavi và nhiều lần phạm lỗi đầy thô thiển với các đối phương. Sergio Ramos làm mọi cách để bảo vệ quyền lợi được chiến thắng của đội nhà. Phong cách của ngôi sao xứ đấu bỏ toát lên khí phách dữ dằn, biểu trưng cho một hình ảnh danh ma và đầy láo cá. Như vào đầu mùa giải vừa qua, trận gặp Deportivo, trung vệ 32 tuổi vẫn tiếp tục chơi bóng, bất chấp nhìn thấy một cầu thủ đối phương đang nằm sân. Huấn luyện viên Zidane đứng rất gần, giọng thì kêu: Sergio, số 4 phớt lờ. Ngay cả khi Luka Modric đá bóng ra ngoài biên, Sergio Ramos nổi đóa, lao vào chỉ trích người đồng đội. Anh nói rằng: bọn nó chơi không đẹp trước thì sao chúng ta phải tôn trọng? Để chỉ cầu thủ Deportivo không chịu dừng lại khi Dani Carvajal trước đó cũng phải nằm sân vì chấn thương. Trang 90 bình luận: Sergio Ramos chơi bóng bạo lực, tiểu xảo, một phần do bị ảnh hưởng bởi môi trường. Ngày mới đến Real Madrid, hậu vệ người Tây Ban Nha sát cánh cùng Fabio Cannavaro, một người Italia chơi bóng theo trường phái hiện đại. Lúc này, cầu thủ đứng ở hàng tứ vệ phải giỏi vận dụng tiểu xảo, sẵn sàng chém đinh chặt sắt hoặc đeo bám đối phương như hình với bóng. Nói chung, anh ta cần làm mọi cách để ngăn chặn đối phương ghi bàn. Thật trùng hợp khi sau này Sergio Ramos cũng thừa nhận bản thân học hỏi được rất nhiều từ Cannavaro. Rồi sau này, thủ quân của Real Madrid lại sát cánh cùng Pepe, gã đầu tể khét tiếng với lối đá chém đinh chặt sắt.
hậu vệ người Bồ Đào Nha trụ ở Bayern Munich tới năm 2017, bỏ lại Sergio Ramos đứng một mình ở hàng phòng thủ và trở thành người thủ lĩnh sử dụng nghệ thuật hắc ám. Bóng đá của Sergio Ramos rất tàn nhẫn, nhưng chính môi trường đã nhào nặn ra con người như thế. Real Madrid như vùng đất Hà Khắc, sẵn sàng loại bỏ mọi con bài vô dụng. Đội bóng cũng rất khao khát chức vô địch Champions League. Vì chiếc cúp tay vòi, họ có thể đánh đổi tất cả. Nhưng điều đó tạo nên Sergio Ramos như ngày hôm nay. Anh luôn phải vận động nhằm đáp ứng nhu cầu của đội bóng. Đồng ý rằng bóng đá luôn được nhấn mạnh bởi tinh thần cao thượng. Nhưng Sergio Ramos, dù cố ý hay vô tình, trong pha bóng dẫn tới chấn thương của Salah cũng vì mục đích cơ bản. Anh muốn ngăn chặn đối phương ghi bàn. Người ta liệu có thể kết án một cầu thủ như vậy khi bóng đá đã vượt qua khái niệm của một trò chơi hấp dẫn? Những gì còn lại là toan tính, mưu mô. Và để tồn tại trong môi trường như vậy, một thiên thần đôi lúc cũng phải khoác áo xám. Số 4 có thể là tay côn đồ với phong cách chơi bóng xấu xí. Xong, chiếc mề đây nào cũng có hai mặt. Sau những giọt nước mắt trên gương mặt của Salah là hình ảnh một Sergio Ramos bên kia chiến tuyến rất chuyên nghiệp. Đêm trên đất Kiev, người ta thấy một chiến binh bất chấp tất cả để giành được chiến thắng. Trên thờ Football Times có viết: sẽ có ngày người ta dựng tượng Sergio Ramos ở bên Nam Bều. Anh xứng đáng hơn được sự tôn vinh ấy rất nhiều sau những gì cống hiến cho Real Madrid và đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, thật khó để viết lời tựa lên bức tượng đó, bởi số 4 để lại quá nhiều di sản. Là hậu vệ, Sergio Ramos nằm trong số những người giỏi nhất với sức chiến đấu bền bỉ, khả năng tranh chấp trên không và đọc tình huống cực kỳ tốt. Là thủ lĩnh, không ai lì lợm và dũng cảm hơn anh. Khi Real Madrid và đội tuyển quốc gia cần một cá tính, Sergio Ramos đáp ứng mọi phẩm chất mà nhà lãnh đạo đích thực có. Là vị cứu tinh, ngôi sao 32 tuổi ghi bàn còn giỏi hơn cả tiền đạo. Trong sự nghiệp, số 4 ghi tới hơn 100 bàn thắng. Con số chỉ thích hợp với những cầu thủ tấn công. Có mùa giải, ngôi sao người Tây Ban Nha ghi tới 10 bàn. Số phận đã quá ưu ái Sergio Ramos khi ban cho anh tài năng của cả một hậu vệ lẫn một tiền đạo. Một lần, Sergio Ramos kể lại, ngay con nhỏ, anh đâu có chơi hàng thủ. Bản thân thích đá tiền đạo và dĩ nhiên ghi được rất nhiều bàn. Nhờ trải nghiệm ấy, Sergio Ramos trong vòng cấm địa đối thủ luôn rất nguy hiểm. Anh trở thành mũi tiêm kích trên không lợi hại, luôn có thể tạo ra đột biến. Sergio Ramos cũng mang phong cách chơi bóng đầy hiện đại. Anh xuất phát trong vai trò hậu vệ cánh trước khi chuyển vào trung tâm hàng thủ sau này. Trong vai trò mới, số 4 có nhiều thời gian quan sát mọi thứ trên sân, từ đó luôn có đủ thời gian để đưa ra giải pháp phù hợp, bao gồm cả lối đá xấu xí. Sergio Ramos đứng giữa ranh giới của yêu thương và thù hận. Người quý mến anh rất nhiều, kẻ căm ghét cũng không ít. Cuộc đời vốn dĩ vô thường như thế, không ai có thể làm hài lòng tất cả. Như Cristiano Ronaldo từng nói, ngay cả Chúa cũng không làm hài lòng được tất cả mọi người. Nhưng một điều chắc chắn, tuyển Tây Ban Nha cần những người cá tính như Sergio Ramos. Anh là biểu tượng của tinh thần khát khao chiến thắng đến mãnh liệt, một hình mẫu dũng cảm, ngoan cường và rất gan lì. Hậu vệ xứ Đông Hồ không e ngại đối thủ xuất sắc hơn mình. Anh sợ cảm giác bại trận. Vì điều đó, Sergio Ramos trở nên lọc lõi và rất cáo giả. Bóng đá không cấm những con người như vậy. Bản chất của môn túc cầu thời hiện đại đòi hỏi những cầu thủ phải biết thích nghi với mọi hoàn cảnh. Chàng trai đến từ vùng đất Andalusia được sinh ra như vậy, với tố chất mạnh mẽ, dữ dằn đến mức tàn nhẫn. Một lần, tờ Watt mô tả tính cách của Sergio Ramos có thể không được lòng nhiều người, nhưng anh là cầu thủ được mọi đội tuyển khao khát. Và để phác họa chân thật nhất hình ảnh ngôi sao người Tây Ban Nha, bạn cứ liên tưởng tới bộ phim cao bồi viễn Tây nổi tiếng The Good, The Bad and The Ugly. Là hậu vệ, Sergio Ramos
đang chêm chệ trong ngôi đền tôn vinh những con người hay nhất. Còn lối chơi, anh như kẻ phản diện chính hiệu của bóng đá. Và cuối cùng, Sergio Ramos hiện thân cho những gì xấu xí nhất giữa trào lưu chuyển động của bóng đá thế giới, với sự ma mãnh, lọc lừa đến khó chịu. Một chiến binh hay một thi sĩ, một chuyên gia phòng ngự hay một tay săn bàn cự phách, thật đau đầu khi cố định nghĩa Sergio Ramos. Sergio Ramos là một khối thống nhất, tổng hòa các mâu thuẫn. Ngày Ramos xuất hiện tại Bernabeu với mái tóc vàng lãng tử và vóc dáng thon gọn chuẩn mực, không ai thể tin được bên trong con người này là một chiến binh có hàm lượng sắt trong máu cực cao, tức là máu lửa và sắt đá. Nhưng bất chấp lối chơi hung bạo, Ramos lại ghi rất nhiều bàn thắng, mà đa phần lại là bàn quyết định. Bằng chứng là suốt sự nghiệp của trung vệ gốc Indonesia này đã ghi hơn 100 bàn, chính xác là 107 bàn. Trung vệ và mốc 100 bàn gần như là hai khái niệm không ăn khớp trong suốt lịch sử của bóng đá. Pha làm bàn tiêu biểu nhất của Ramos là cú đánh đầu cứu rỗi số phận của đội bóng Hoàng gia trong trận chung kết Champions League 2013-2014. Không có pha bật cao đánh đầu ở phút 90+3 tưởng chừng như tuyệt vọng ấy, không biết bao giờ giấc mơ La Decima mới trở thành hiện thực. Và pha đánh đầu ấy cũng là một mâu thuẫn nữa. Lịch sử lựa chọn Ramos, một trung vệ, chứ không phải những ngôi sao thượng hạng luôn đầy dễ trên hàng công của Real Madrid. Không phải Cristiano Ronaldo, càng không phải Gareth Bale hay Karim Benzema. Mâu thuẫn bất... xin lỗi công phượng, xin lỗi luôn cả tác giả của Panenka. Ramos mới là chân Panenka số 1. Ngược dòng thời gian trở về Euro 2012, Tây Ban Nha đụng độ Bồ Đào Nha ở bán kết. Hai đội hòa nhau không đều sau 100 ở lần đá 11m gần nhất. Cũng trong một loạt sút lần lưu, anh đã bay tấm vé vào trận chung kết Champions League của Real Madrid. Một cú sút vào xà và Bayern Munich tiến vào chung kết. Vì vậy, đồng đội nhìn về phía Ramos với ánh mắt lo âu. Chắc gì trung vệ này không đá bay tấm vé vào trận chung kết một lần nữa. Ramos thì quả quyết, quả trước là tai lạn thôi, lần này tớ sẽ đá Panenka. Tưởng trung vệ này chỉ giỡn chơi, ai dè anh làm thật và đưa trái bóng vào lưới ngọt sớt. Từ đó, Ramos thường xuyên được trao cơ hội đá 11m và xác suất hỏng ăn của anh còn thấp hơn cả chúng Việt lốt. Tính riêng mùa giải 2018-2019, Ramos đã ghi 18 bàn, bao gồm 11 bàn cho Real Madrid và 7 bàn cho đội tuyển Tây Ban Nha, trong đó có 3 pha Panenka. Ngoài ra, có thời điểm cả 5 trận liên tiếp cho đội tuyển Tây Ban Nha, Ramos đều ghi bàn. Thế nên, huấn luyện viên Luis Enrique mới phải thốt lên rằng hắn là cầu thủ độc nhất vô nhị trên thế giới. Thưa quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video ngày hôm nay và đừng quên đăng ký để ủng hộ kênh của chúng mình. Và hãy nhớ nhấn vào bình luận chuông để có thể theo dõi những video mới nhất từ kênh. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.